Rồi nếu mình nói là mình có đủ khả năng để mình biến thì chưa, nhưng mà mình đủ cái gọi là trưởng thành hơn, khi mà mình có thời gian mình tiếp xúc với lại những người già nhiều hơn, ví dụ như mình có thời gian chơi với bố, với bố rồi với những người như vậy, nó làm cho mình cái đầu mình nó có nhiều góc nhìn hơn một chút xíu so với những lần mình chơi với, nên mình hiểu được tâm lý của họ hơn. Nên những ngày cuối đời đó mình cảm thấy bố mẹ đánh đuôi mình rất là nhỏ, nhưng mà bây giờ mình cũng mệt một xíu, nhưng mà mình cảm thấy rất nhiều chăm sóc con của mình, có mặt ở đây lúc này với những cái giải pháp cuối cùng như của mình, không biết tại sao, có thể là do là trước đó, trước mẹ có những cái bệnh quá, mình có bệnh khó mặt có thời gian để mà mình, à, nhưng mà có thời gian thì mình lớn rồi nên thoải mái hơn một chút. Nó trải rất là nhiều cái chọn những cái cảm xúc khác nhau, bất kỳ có chấp nhận có bỏ quà có hạnh phúc, bởi vì bố đã giải quyết được rồi, tôi nghĩ tất cả mọi thứ nó cũng đến từ cái việc là mình phải đối mặt với nó. Lúc trước mình cứ buồn nhiều quá, còn bây giờ mỗi một mình khách biến đến với cái chuyện tôi nghĩ là vui vẻ, tôi giới thiệu với một người đây là bố của mình, và bố của mình cũng ra đi như thế này thì mình không giấu bất cứ một cái điều gì hết. Và khẳng định là bây giờ mình cũng một boy production rồi, nhưng mà không sao, bản thân Hương cảm nhận được mà không ra đi, cái đó thì không nói thì không phải hết suông, nhưng mà chắc là ai cũng rồi cũng sẽ trải nghiệm cái điều đó, họ ở đâu không biết, nhưng mà chắc chắn họ ở trong này, từ trong tế bào của Hương, và Hương cảm nhận như mỗi ngày chúng ta đem những cái thứ đó đến cho họ, mặc dù nó chỉ là mơ hồ, nhưng mà không biết tại sao bên trong bên con cảm thấy là mặt. Ba mẹ vẫn ở bên mình. Cô cảm nhận vậy, cảm nhận vậy. Và có nghĩa sao, cô cũng cảm thấy rất là hạnh phúc cực kỳ khi mà thấy bố cuối cùng ở bên mẹ. Cái đó là cái điều mà tại vì thực ra đối với Thương 15 năm qua, năm nào bố cũng buồn, bố cũng hỏi là bố cũng thấy rất là thương mẹ và nhớ mẹ. Cho đến bây giờ thấy cái hình mặt ở cái bên mẹ, tôi cảm thấy bình yên. Tại vì cuối cùng anh cũng thực hiện bố của mình, tại vì duyên nghiệp của bố là muốn chung chung tình với mẹ. Nên thật ra cái đó là mình cảm thấy ít nhất mình cũng đã thực hiện được một cái điều mà bố không ước, cứ mà bố còn rất là tỉnh táo vui vẻ trên hành trình đi theo bố ơi. Bố là nói với mình, tâm sự với mình như vậy, là không ngờ đó là cái lời tâm sự cuối cùng tới bây giờ nó động lại trong đầu của mình, mình nhớ lại cái điều đó. Vượt qua thì chắc là chưa, nhưng mà chắc chắn là phải thay đổi nhiều. Nhưng mà thay đổi nhiều như thế nào thì tôi cũng chưa tưởng tượng được. Tôi chỉ nghĩ là thôi mình cứ cuốn theo chiều gió thôi. Bây giờ mà mình tính như thế nào thì không chắc được. Gần nhất thì mình cũng tiếp tục những cái hành trình của mình. Thứ nhất là Lạc Hạt, và thứ hai là tháng 7 này, theo đúng lịch thì mình sẽ ra một quyển sách mới, một cái tiểu thuyết mới. Cũng muốn là có bố tham gia nữa, tại vì những sách đó cũng tiếp tục bố khá nhiều. Nhưng mà không hiểu được sao đúng mà trời xuống như thế. Nên chắc là không sao, mình nghĩ là bố cũng biết được là sẽ đại. Thì trước đó mình viết 4 cuốn rồi, đa số là tặng văn, nhưng mà mình làm tặng văn rồi cũng ngắn. Nhưng mà cái lúc này thì mình cảm thấy là mình cũng bắt đầu già, nên những cái quyển này mình cũng 35 rồi. Nên mình cũng quyển này mình viết được 2 năm. Và đây là mình cũng không dám nói là nó gì ghê gớm, nó chỉ đơn giản là một quyển sách về gia đình, về của thiếu nhi. Thì sắp tới đầu tháng 7 là cũng sẽ bắt đầu chạy chương trình này. Nó gồm có những bài hát và những cái lắp đặt lắp nữa, thì hy vọng sắp tới này cũng một cái vùng ngoài lề. Về ca hát trước thì ca hát thì thực ra là ca hát ca cũng nắm giữ 2 bài mới nhất của chưa, chắc sắp tới mọi người sẽ biết. Còn về phim ảnh thì lúc mới thì mình mới tham gia phim của Beyond rồi, thì năm nay cũng đang chờ
quan trọng là xong cái chương trình này hay không để mới tham gia một chương trình tiếp theo. Nhưng mà tôi nghĩ là sau khi chương trình này là mình đã dành nhiều thời gian cho bản thân mình để mà hiểu liền cái chương trình của mình cái đã, cách nào đó không biết, nhưng mà chắc là mình sẽ bớt nhận lại tại vì mình phải đăng, mình phải là một người có trách nhiệm, mình không muốn bỏ cái gì và mọi người đang cố gắng vì biến đến biến vào đâu, mình không muốn là những cái chuyện của mình mà ảnh hưởng đến công việc của mọi người, cho nên mình nghĩ là mình sẽ làm hết trách nhiệm của mình trong chương trình này, nhưng mà sau đó mình sẽ dành một thời gian cho mình.